Tiếp theo trận thi đấu số 56 Trang Huy Xuân Đồng hạng cân 53 kg, vận động viên Hà Anh Thư đơn vị Thanh Hóa trang phục đỏ gặp vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan đơn vị Hà Nội trang phục xanh. Sau trận thi đấu này, mời hai vận động viên Lê Thị Thư đơn vị Công an Nhân dân và Nguyễn Thị Thanh đơn vị Nam Định chuẩn bị. Mời hai vận động viên từ trước đảng xin công bố kết quả trận đấu vừa qua. Vận động viên Hà Anh Thư đội Thanh Hóa trang phục đỏ thắng tuyệt đối. Như vậy xin chúc mừng vận động viên Hà Anh Thư cùng đội Thanh Hóa đã giành huy chương đồng ở hạng Nguyễn Thị Mai Trang đơn vị Hà Nội trang phục xanh. Sau trận thi đấu này, mời hai vận động viên Hà Anh Thư đơn vị Thanh Hóa và Nguyễn Thị Ngọc Lan đơn vị Hà Nội chuẩn bị.
anh tôi cúi cúi tay trong luôn. Cúi tay trong luôn. Quay đây, quay đây. Trương Thị Loan cùng Tư Vị Thanh Hóa đã giành huy chương đồng ở hạng cân 49 kg.